Rồi chào cả nhà nha. Đang ở trung tâm thương mại Galaxy của Cà Mau quá nha. Sensi City. Sensi City. Ở đây đang trước cái bãi xe đó nha. Giờ đi vô cà phê Hà Lan nha, chiếc cỡ đó Hà Lan nha. Đi vòng người trước cảnh này cho mọi người thấy khu vực này ha. Đây là mạng lưới chính vậy. Thế giới di động nè. Ở đây có Pizza Hut ha. Rồi có gì ngồi đi tiếp với cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Đang trên khách sạn Sao Kim nè. Mình đang ở phòng 9/10. Có view rất là đẹp. Giờ vô cái phòng giới thiệu với cái nhà nha. Đây cái phòng nè. Đi từ ngoài vô nha. Giờ vô cái toilet trước đi. Đây, toilet đây. Cũng được đó nha. Đây khách sạn 2 sao. Cái view này cũng tương đối. Lavabo nè. Đơn giản lắm. Các tủ đồ nè. Đây có cái tủ lạnh nè. Bàn trang điểm nè. Có cái view rất đẹp nha. Đây là công viên Hùng Vương. Có người chính đó là mình đây luôn. Bây giờ sáng rồi view cả nhà thấy nha. Bây giờ tối qua cả nhà ai cũng nhìn thấy được. Đang ở trên lầu chính nha nhà. Cả nhà nhìn cái view ngay cái trung tâm ngay cái bùng binh nè cả nhà. Công viên Hùng Vương á, quá đẹp luôn. Khối nội chính nằm đây chứ. Đây ban ngày khỏi chê, xa xa là Đông Á Văn. Nãy mình ở dưới lên mình đi cái cầu gì quên rồi ta em. Ở dưới mình về là cầu gì? Cầu Bạc Liêu hả? Là xa có ánh sáng. Tao có dưới này mà sát đây mà gọi Long Căng gì. View này cũng đẹp lắm nha. Chờ cho này ra ha.